Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Ánh Dương TV. Sau đây là bản tin quân sự mới nhất. Siêu tăng T14 Amatha Nga tiếp tục lỡ hẹn, thử nghiệm thất bại trên chiến trường Syria. Trong quá trình thử nghiệm thực chiến tại chiến trường Syria, siêu tăng T14 Amatha của Nga đã bộc lộ những vấn đề kỹ thuật nghiêm trọng. Vì thế, quá trình đi vào biên chế của dòng tăng này đã bị gián đoạn. Các vấn đề kỹ thuật được xác định ở giai đoạn thử nghiệm thực chiến tại Syria liên quan tới hệ thống điện trên xe hệ thống ngắm bắn và hệ thống phòng vệ chủ động trước vũ khí chống tăng của đối phương. Trang Avia của nga cho biết những vấn đề kỹ thuật được phát hiện của xe tăng T14 Armata đã được khắc phục trong những chiếc chuẩn bị xuất xưởng. Tuy vậy, chúng có thể sẽ được đem lại chiến trường Syria thử nghiệm một lần nữa. Việc nga bí mật đem xe tăng T14 Armata sang Syria thử lửa đã được các nhà phân tích chỉ ra. Tuy vậy, tới nay nga vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này. Họ chỉ cho biết hơn 400 hệ thống vũ khí mới đã được thử lửa tại chiến trường Syria. Trước đó, Nga cho biết đã có ít nhất 20 xe tăng T-14 Amatha thuộc lô sản xuất loạt đầu tiên sẽ được biên chế cho quân đội nước này vào năm 2021. Tuy nhiên, khi năm 2021 chỉ còn hơn tuần lễ nữa là kết thúc, thì Nga bất ngờ cho biết xe tăng T-14 Amatha vẫn chưa hoàn thiện để sẵn sàng đi vào biên chế. Đây là lần thứ tư Nga lỗi hẹn về việc đem xe tăng T-14 Amatha sản xuất loạt đi vào biên chế trong quân đội nước này. Lần đầu tiên xảy ra cách đây 6 năm, khi Nga cho biết, siêu tăng T-14 Amatha chính thức vào biên chế năm 2015. Các lần kế tiếp lỗi hẹn diễn ra vào năm 2017, 2019 và lần gần đây nhất là 2021. Xe tăng T-14 Amatha bị lỗi hẹn vào biên chế vì nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó chủ yếu đến từ vấn đề kỹ thuật. Ngoài các vấn đề kỹ thuật được chỉ ra khi thử nghiệm ở Syria, T-14 Amatha còn có khiêm khuyết ở động cơ xe. Nga vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc sản xuất động cơ 1.500 mã lực. Phần lớn sở hữu trí tuệ về các loại động cơ công suất lớn của Liên Xô đều thuộc về Ukraine khi Liên bang Xô viết tàn giã năm 1991. Bên cạnh đó, nhiều yếu tố kỹ thuật mang tính đột phá về thiết kế và công nghệ của dòng xe tăng T-14 Amatha vẫn cần thời gian và tiền bạc để hoàn thiện. T-14 Amatha là một loại xe tăng chủ lực thế hệ thứ tư sở hữu khả năng cơ động tốt, bọc giáp chắc chắn cùng hệ thống hỏa lực mạnh mẽ được điều khiển bằng số hóa. Một số nhà phân tích đánh giá, trong cuộc chiến tại Syria, Nga đã đem tới 400 vũ khí mới các loại sang đầy thử lửa, bao gồm cả những vũ khí quốc đảo như Su-35, Su-57, K-52 và cả T-14. Tuy vậy, cả Su-57 và T-14 đều không hoạt động tốt như mong đợi. Điều này cho thấy T-14 Amatha vẫn chưa thực sự sẵn sàng chiến đấu. Không ít người cho rằng Nga phải bấm bụng sản xuất một số xe tăng 14 Amatha đầu tiên là để phô diễn và quảng bá cho sức mạnh quân đội cũng như xuất khẩu. Lô tăng 14 Amatha đầu tiên sẽ được trang bị cho trung đoàn xe tăng cận vệ số 1 thuộc sư đoàn cơ giới hóa cận vệ số 2 mang tên Tamanskaya, đồn trú ở ngoại vi thủ đô Moscow và một phần ở quân khu phía Tây Nga. Đây đều là những nơi có căn cứ quan trọng và mang tính cách quảng bá là chính. Vì Nga muốn đánh tiếng rằng những xe tăng cực mạnh này sẽ được phân bổ ở những vị trí trọng yếu một thông tin cũng rất đáng lưu ý rằng, giữa năm 2018, Nga đã ngừng tạm dừng sản xuất thêm T-14 Amata với lý do rằng T-72 còn tốt và không nhất thiết phải sản xuất T-14. Phó Thủ tướng Nga, ông Uri Borisov thẳng thắn cho biết hôm 29 tháng 7, 2018 rằng không nhất thiết phải trang bị xe tăng T-14, trong khi loại xe tăng T-72 vẫn đảm bảo năng lực chiến đấu. Đây là tuyên bố khá bất ngờ khi dòng xe tăng T-72 đã có hơn 30 năm tuổi và biến thể nâng cấp T72B3 đang bị nghi ngờ chất lượng khi liên tục hỏng hóc trên thao trường. Theo Viện Nghiên cứu Khoa học Vật liệu Thép Nga, siêu tăng T14 Amatha được chế tạo bằng loại thép đặc biệt, có thể tác chiến tốt trong mọi điều kiện thời tiết. Theo nguồn tin này, lớp giáp bảo vệ chính của xe tăng T14 Amatha được chế tạo bằng một thép mới có tên mã là 44S -SV sh độ bền cực cao và có khả năng chống chịu lại được môi trường có nhiệt độ cực thấp, ngay cả ở Bắc Cực. Ưu điểm của lớp giáp bảo vệ chính của siêu tăng Amatha là có trọng lượng nhẹ. Nhờ các kỹ sư người Nga đã phát hiện một loại thép đặc biệt có độ bền hơn các loại thép được sử dụng trước đây. Thậm chí, độ dày của một lớp giáp bảo vệ đã giảm 15% so với trước, nhưng vẫn giữ nguyên khả năng bảo vệ của nó trước các tác động bên ngoài. Xe tăng được trang bị hệ thống nạp đạn tự động, tháp pháo bao phủ bằng hệ thống bảo vệ từ mọi phía. Xe sử dụng hệ thống radar mới nhất có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 100 km. Mặt khác, động cơ công suất 1.500 mã lực một khi hoàn thiện sẽ giúp cho xe tăng T-14 Amatha có độ cơ động tốt hơn. Do trang bị quá nhiều tính năng mang tính đột phá nên sẽ cần nhiều thời gian để hoàn thiện cũng là điều dễ hiểu. Dù chậm đi vào biên chế nhưng điều đó cho thấy Nga rất khắt khe trong việc đánh giá hiệu quả chiến đấu, không đốt cháy giai đoạn như thường thấy trên một số dòng vũ khí Trung Quốc. Bản tin của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!